Cô đúng là mặt dày thật. Cô định giả giờ tới đây để lấy lòng một người không đủ tỉnh táo hả? Thủ đoạn của cô cũng khá lắm. Cô tưởng cô làm như vậy sẽ chia rẽ được tình cảm của gia đình người khác hay sao? Cô không có lòng tự trọng hả? Hay là cô muốn tôi dạy cho cô biết tự trọng là như thế nào? Tôi không lấy lòng gì hết. Tôi biết dì Châu từ rất lâu rồi. Xin chị ăn nói cho lịch sự một chút. Đối với những người như cô, cần gì phải lịch sự chứ? Cô đúng là không biết xấu hổ. Tôi không hiểu cô có ăn có học để làm cái gì. Rõ ràng là cô nhìn thấy tôi và anh Nguyên đã có con với nhau, vậy mà cô vẫn một mực muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác sao? Cô nghĩ mình là ai vậy? Cô đừng tiếp tục mơ tưởng nữa. Hãy để cho gia đình của tôi được yên. Con của tôi nó cần có cha. Cô thử nghĩ xem, nếu sau này nó lớn lên, nó biết cô chia rẽ gia đình của nó, nó sẽ hận cô như thế nào? Tôi mới là vợ của anh Nguyên. Cô không có quyền cướp đi hạnh phúc của tôi. Tôi không cướp đi hạnh phúc của chị. Dừng lại! Cô làm cái trò gì vậy? Tại sao cô hành động hồ đồ như vậy? Em có sao không? Anh Nguyên, em mới là vợ của anh mà. Tại sao anh u mê như vậy? Cô ta không có xứng đáng gì với anh hết. Đúng rồi. Đúng rồi, nghe chưa? Từ lâu tôi với cô đã không còn quan hệ gì cả. Tôi đã có trách nhiệm với cô và con. Không có nghĩa là cô được phép xen vào chuyện riêng của tôi. Tôi cấm cô từ đây. Không được làm tổn hại đến người thân của tôi, nghe chưa? Quá đáng. Sao con khóc hoài vậy? Mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ phải làm cái gì nữa đây? Làm sao đưa ba con về được chứ? Nín đi con. Mi à, dừng lại đi. Cuộc chiến đã rõ phần thắng thua thuộc về ai rồi. Sao bọn vẫn cứ cố chấp hoài vậy? Mình không hề cố chấp. Anh Nguyên là thuộc về mình. Anh Nguyên là chồng của mình mà. Tình cảm không phải là một món đồ, không phải giành giật mà có được đâu Mi à. Tình cảm xuất phát từ trái tim. Bọn hiểu không? Phải. Mình yêu anh Nguyên. Mình yêu anh Nguyên xuất phát từ cả trái tim của mình kìa. Cũng tại bọn hết á. Nếu như mà bộ không thuê người hại anh Nguyên thì anh ấy không có hận mình đâu, thì cũng không cần mình nữa. Đi đi, đi đi, thường đi đi. Mi à, Mi, Mi à. Tất cả là lỗi của mình. Mình sai rồi. Mình sai rồi Mi à. Mình đang phá hoại hạnh phúc của người khác. Phải. Đứa nhỏ cần có một gia đình. Nó phải có cha, có mẹ. Nếu vì tình yêu mà giành lấy anh Nguyên thì mình quá ích kỷ với đứa bé. Mình phải làm sao đây? Vô đi. Đây là hồ sơ anh mới vừa hỏi nè.
Em sao vậy? Em mệt hả? Em qua ghế ngồi đi. Anh biết là Hà My quá đáng lắm. Nếu như cô ta còn làm như vậy nữa thì anh sẽ có cách xử lý. Đó là mẹ của con anh. Anh không thể nào đối xử tệ với chị được. Em, thôi, em đi ra ngoài trước nha. Nhờ anh chị chuyển giùm em cái này đến anh Nguyên. Đây là... Em muốn tìm một công việc mới để thử thách khả năng của mình. Ngọc à, tại sao em phải trốn tránh? Em nghĩ bây giờ thì Nguyên biết tính sao? Em suy nghĩ kỹ rồi. Em ra đi là cách giải quyết tốt nhất. Em không muốn phải vì em mà đứa bé phải chịu khổ. Đứa bé vốn có quyền có cả cha lẫn mẹ mà. Vậy em có nghĩ cho Nguyên không? Em yêu anh Nguyên nên mới đưa ra quyết định này. Nếu vì em mà khiến cho anh Nguyên phải khó xử thì thà là em ra đi. Anh phải là một người cha tốt. Ngọc ơi là Ngọc, anh Nguyên chưa bao giờ lơ là với đứa bé cả. Anh vẫn là một người cha tốt, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Em đã quyết định rồi. Có ai thấy Hồng Ngọc đâu không? Dạ, từ sáng giờ chưa thấy Hồng Ngọc tới công ty. Cô bị bệnh hay sao vậy? Có ai gọi cho cổ chưa? Dạ, để em gọi thử. Lại một câu nói quen thuộc. Cô nói sao? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Ơi, dẫn hoài à? Mì Mì, em làm cái gì mà sếp là á? Làm anh hết hồn à? Em nào biết, em nào có hay. Hà ơi, chuyện tình yêu anh biết giải thích sao giờ? Hai người đó cứ làm như mình là tượng đá vậy đó. Anh chưa gặp ông Nguyên, chắc thế nào anh cũng bị xử hả? Ông Nguyên tới rồi, anh cúp máy nha. Ai gọi đó? Hồng Ngọc phải không? À không, Thái Hà. Vậy Hồng Ngọc đâu rồi? Chắc đang ở nhà. Sao lại chắc và chính xác chứ? Cô đã xin nghỉ việc rồi, tôi đã đồng ý. Ông là bạn tôi mà giết tôi vậy đó. Ông là người biết trước chuyện Hồng Ngọc thôi việc mà. Mà tại sao không xin ý kiến của tôi? Ông nói đi, ông là giám đốc hay tôi là giám đốc? Cổ không muốn ông biết trước, sợ ông ngăn cản. Tôi cũng không còn cách nào khác. Có cái này cổ muốn gửi cho ông. Thank you.
Ủa sao kỳ vậy ta? Giờ này mà Hồng Ngọc cũng chưa tới nữa ta. Kỳ thiệt. Hay là Hồng Ngọc bị bệnh. Mà hồi nãy tôi có gọi điện thoại cho Hồng Ngọc mà không thấy bắt máy. Thôi để Mỹ Mỹ gọi thử coi. Biết rồi, có một câu nói hoài hả? Ủa, Hồng Ngọc nói gì mà nói hoài vậy em? Thuê ba quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Vô duyên. Mà nè, có ai biết số điện thoại bàn của nhà Hồng Ngọc không? Có tin đọc, có tin đọc, có tin đọc. Cái gì, cái gì? Vụ gì vậy? Gì? Lúc nãy á, tôi mới qua tám chuyện với mấy chị ở bên phòng nhân sự á, mấy chị nói là có một tin đọc được công bố đây. Là Hồng Ngọc đã nghỉ việc, việc rồi. Hả? Anh Nguyên, em bỏ đi như vậy chắc anh giận em lắm phải không? Em thành thật xin lỗi anh. Em đã trải qua một tuổi thơ không có bóng dáng của mẹ. Em hiểu lắm sự thiếu thốn tình yêu. Mẹ em mất sớm. Ba em bận rộn với cửa hàng để kiếm sống. Ngày còn nhỏ, mỗi khi thấy bạn bè được cha mẹ chăm bẵm, em lại rất tủi thân. Em tin anh cũng đã trải qua một tuổi thơ cô độc như vậy. Anh hiểu được cảm giác đó, đúng không anh? Tình yêu của mình không thể ích kỷ như vậy anh à. Cô bột phải có một tuổi thơ đẹp, có đầy đủ ba mẹ bên cạnh chăm sóc. Nó phải được như vậy anh à. Anh hãy quên em đi, quên tất cả những kỷ niệm của mình. Từ lúc này, em cũng sẽ học cách quên anh. Em sẽ làm như vậy. Hứa với em, hãy là một người cha tốt nha anh. Tạm biệt anh. Alo. Ngọc, mày tới chưa? Mới vừa tới nè. Còn nhớ đường hả? Hay quá vậy. Tao hơn người là ở chỗ đó đó. Đi một lần là tao nhớ liền à. Ở quê của mày không khí dễ chịu thiệt á. Ừ, hít thở cái không khí đó đi. Làm dịu cái đầu đang lên cơn khùng của mày á. Tao mà khủng gì. Ừ, mày nghĩ đi. Có người tốt như ông Nguyên á, bao nhiêu người mơ mà không được. Vậy á mà mày bỏ. Tao cũng không đành lòng. Nhưng mà đứa bé đó cần cả cha lẫn mẹ. Nếu mà vì tao á mà anh Nguyên không về với hai mẹ con họ thì đứa bé đó lớn lên nó hận tao lắm á. Mày khùng quá. Liên quan gì tới mày? Lớn lên á, tự động nó sẽ biết vì mẹ nó ngoại tình nên bị ba nó bỏ. Đâu có liên quan tới ai khác đâu. Hơn nữa, ông Nguyên mà còn thương bà thì đã về với bà tám xứ rồi, đâu có được tới lượt mày. Ngọc à, tao nói thiệt đó, tao thấy ông thương mày thiệt lòng đó. Người ta từng là vợ chồng, giờ còn có con nữa. Còn tao, tình cảm cũng chỉ mới nhen nhóm thôi. Mấy bữa nữa anh cũng sẽ quên tao thôi à. Cái gì mà mới nhen nhóm? Hai người đã từng giàu sinh ra tử với nhau mà. Thôi, tao quyết định rồi, tao không thay đổi đâu.
Bà ngoại mày ra đón tôi rồi nè, chút tôi gọi mày lại sau nha. Ừ, bye bye. Bye bye. Chán nhỏ này thiệt á. Con mới xuống hả con? Dạ. Bà ngoại có khỏe không ạ? Bình thường hả con? Trời ơi, thiệt lâu, mấy năm rồi không gặp. Nhìn con đẹp quá, xém chút nữa ngoại nhìn không ra rồi. Thôi thôi thôi, vô nhà đi. Dạ. Con đứng đây chị cho nó nắng. Đi. Dạ. Con cha, lâu lâu đi ăn với người yêu, đổi gió, đã gì đâu. Ai người yêu ông hả? Đừng có tưởng bở nha. Ai không biết bà lợi dụng tôi làm bình phong. Kiếp trước tôi tu dữ lắm á, mà sao kiếp này tôi bị bà ám hoài. Nè, cắt mỏ bây giờ. Ăn ít thôi nha. Lần nào cũng than tức bụng, lần nào cũng ăn hết công suất không à. Đệ, chịu đấm ăn xôi, miễn ngon là được rồi. Mà bà hay thiệt nha. Người yêu đi lấy vợ mà bà tỉnh bơ à. Người yêu cũ thì dù sao cũng đã từng yêu nhau rồi. Buồn gì mà buồn. Đời còn dài, cứ ôm một mối tình sống hoài sao được. Mà thôi, nói với ông cũng như không à. Ông bị ế mà, làm sao hiểu được cảm giác của tôi. Ế đâu mà ế. Tôi cũng biết yêu à nha. Tôi cũng biết thất tình đó. Hồi nào vậy? Thì Ngọc đó. Trời ơi, vậy cũng nói được nữa. Cười cái gì mà cười. Tôi đang buồn đó. Tự nhiên nhìn thấy Ngọc với Sếp Nguyên yêu nhau, tôi đành lòng phải rút lui. Bà thấy tôi cao thượng không? Nè nè, chứ không phải á, có người chen chân vô bị đạp ra hả? Tôi không thèm nói chuyện với bà đâu. Chết cha. Cái gì vậy? Phỏng miệng rồi. Thấy chưa, cho chừa tham ăn. Thì coi như tôi thử trước tôi bị phỏng đi, bà khỏi bị phỏng. Làm cái gì thở dài vậy? Kệ tôi. Hỏi chơi vậy thôi, chứ tôi biết bà đang nghĩ cái gì rồi. Chuyện Ngọc với anh Nguyên phải không? Nè, sao ông biết được? Tôi nói thiệt với bà, tôi đi guốc trong bụng bà luôn. Trời ơi, đồ mất vệ sinh. Bụng của tôi mà đi guốc trong trỏng hả? Mà nói thiệt á, tôi thấy buồn cho họ. Trái đất tròn, những người yêu nhau cuối cùng rồi sẽ trở về với nhau. Bà lo làm gì? Thiệt vậy hả ông? Không, tôi đang làm thơ mà. Tào lao. Thơ còn cấp. Nói thiệt nghe, cái này là tâm sự á. Thấy Ngọc nhức đầu quá. Tự bả làm khổ bả thôi à. Cả ông Nguyên nữa. Tôi nghĩ là tại vì Ngọc nghĩ cho anh Nguyên nên mới làm vậy á. Lãng nhắc, mắc gì nghĩ cho ông vậy? Thì Ngọc nó muốn con ổng có cha mẹ đầy đủ, có cha, có mẹ cùng chăm sóc, có được một tuổi thơ hạnh phúc. Mà nè, tôi hỏi ông nha, nếu như ông là Ngọc á, ông làm gì? Tôi hả? Nếu tôi mà là Ngọc đó, tôi không bao giờ. Chết cha, đợi chút xíu. Trời ơi, ông Nguyên gọi. Nghe không, nghe không? Không được nói gì về Ngọc nhé. Ê! Alo. Dạ, em nghe. Quốc đó hả? Cậu nói cho tôi biết, Ngọc đang ở đâu vậy? Dạ, dạ. Dạ Ngọc ở đâu sao em biết được anh? Cậu đừng có lừa dối tôi nha. Hãy nói cho tôi biết đi. Em nói anh là em không biết thiệt mà. Cậu vừa kiếm anh chơi thơ với Ngọc như vậy, chẳng lẽ Ngọc không biết sao? Trời ơi, tôi nói thiệt anh nghe. Cô ấy một khi đã muốn trốn rồi thì làm sao tụi tôi biết được? Nó được. Nếu cậu mà lừa dối tôi như vậy thì cũng được. Tôi sẽ cắt cổ, lột da cậu đó. Dạ, dạ, em nghe rõ. Thấy ơn, không cắt cổ lột da nữa. Thấy gớm quá. Ăn đi, ăn thôi, đi. Ăn đi.
Đừng yêu ai em nhé, đừng bỏ anh một mình. Đừng nói lời hóng gương, mật ngọt đầu môi. Đừng yêu ai em nhé, hãy cùng anh chung đường. Hãy nói với anh hai tiếng yêu thương. Đừng yêu ai em nhé, đừng quên bao kỷ niệm. Cuộc đời nhiều sóng gió, anh cũng cần một bờ vai. Về bên anh em nhé, nói với anh một lời, rằng em chỉ yêu mình anh. Đừng yêu ai em ơi, cho trái tim anh lệ rơi. Tìm đêm cô đơn tình đến nhớ em người ơi. Về bên anh em ơi, cho cây lá còn xanh chăm mái đầu em, biệt tựa vào vai anh. Nhi Mận ơi. Dạ, ấm của bột giùm con. Qua bà nè con. Thương quá. Ồ, thương nè. Ồ. Anh uống nước nha. Dạ, con nghe đi ba. Cháu nội ba làm sao rồi con? Dạ, tụi con mới đưa nó đi tới khám về nè ba. Vậy hả? Nó cũng khỏe nhiều rồi. À, uống thuốc vài ngày nữa là có thể ngưng được rồi. Khi nào nó cứng cáp, con sẽ đưa nó qua chơi với ba. Thôi, con để ba qua cũng được mà. Nói hai mẹ con Hạ Mi nhớ tẩm bổ nghe con. Dạ. Vậy con gặp ba sau. Thương thương. Cô bột ngoan, cô bột ngoan, ngoan ngoan. Ba ơi, ba à. Ba nhìn cô bột nè. Cô bột kêu ba nha. Bột ơi, qua chơi với ba của con đi. Ba ơi, ba ẵm cô bột đi. Qua đây với ba. Kêu ba đi con. Ba. Ba ơi, dắt con đi sở thú đi. Dắt con đi sở thú đi kìa. Em em thấy cô bột dễ thương không? Thì cũng dễ thương, nhưng mà là con người ta, làm gì mà anh mê dữ vậy? Hay là mình kiếm đại một đứa đi. Anh mê quá à. Có con, anh xin đảm bảo với em, anh sẽ lo từ A đến Z, em khỏi cần đụng tới móng tay luôn. Thiệt không đó? Thiệt, em không tin hả? Anh thề cho em con. Thôi, khỏi thề. Thì để coi sau 9 tháng nữa biểu hiện của anh như thế nào. Ừ, ý em là vậy là mình có baby phải không em? Ừ. Oh yeah, yeah. Thôi, nó lái xe kìa. Chưa có cái gì hết. Nuôi em bé không có dễ đâu. Anh đừng có vội mừng sớm. Có cực mấy, anh cũng xin chịu. Mày tới đây làm gì? Phúc à, tao đến đây để xin cưới Thái Hà. Mày mơ hả? Anh hai, anh đã nói với em là anh sẽ không đồng ý cho em qua lại với nó. Chứ đừng có nói là cưới xin vậy đây. Phúc à, hãy nghe tao nói. Không, mày ra khỏi nhà tao ngay. Ở đây không có đón tiếp mày. Anh hai, dù anh có đồng ý hay không, tụi em vẫn làm đám cưới. Em dám nói chuyện với anh hai như vậy hả? Em và anh Phụng thật lòng yêu nhau, tại sao anh hai lại không đồng ý chứ? Phải chăng là anh hai quá ích kỷ? Phúc, sao mày... Mày! Anh hai!
anh đã hoàn toàn thay đổi. Thù hận đã nuốt chửng anh rồi. Em không thể ở cạnh một người máu lạnh như anh. Em sẽ dọn đi. Em dám. Bây giờ em sẽ dọn đi liền. Đứng lại. Thế Hà, em bình tĩnh đi. Anh ơi, em đã có thai. Mày, đợi đi. Mày đang có mưu đồ gì? Mày lừa gạt em gái tao hả thằng khốn? Tao không gạt Thái Hà. Tao yêu Thái Hà thật lòng. Tao không tin. Tao không tin. Tao không tin. Anh hai, đủ rồi. Em và anh Phụng thật lòng yêu nhau. Tụi em muốn được ở bên nhau. Được lắm. Nói cho hai đứa mày biết, tao có chết, tao không đồng ý. Tụi em đã đăng ký kết hôn, ngày cưới cũng đã ấn định rồi. Nếu như em không bỏ ý định đó thì anh sẽ chính thức đuổi việc em ra khỏi Tân Tiến. Em chọn đi. Ngày mai em sẽ gửi đơn từ chức cho anh. Em sẽ về Tuấn Thành. Thế hả? Mình đi anh. Mày đuổi Lâm Nguyên. Mày giành lấy từng người bên cạnh tao. Alo, dạ em nghe anh. Bằng mọi giá cậu phải giành hợp đồng với đất trên. Đầu đó là hợp đồng ở Úc và Philippines. Cậu phải lấy cho bằng hết. Dạ anh ơi, bây giờ bên Nguyên Hàng chuẩn bị sức đi hết rồi anh. Tôi không cần biết. Cậu muốn thể hiện mà. Bây giờ tôi đang tạo điều kiện cho cậu. Cậu cứ làm đi. Alo. Alo, anh. Alo. Alo. Ồ, cháu lên bà, cháu đi mâu giao. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè. Ồ, rồi ngủ đi con. Ngủ nha. Ồ, ngủ đi con. Ồ, dì Mận ơi. Dì Mận. Dạ, có gì vậy cô? Dì coi dì dỗ nó ngủ giùm con đi. Dạ, dạ. Không biết sao nó khóc hoài à. Ồ, ơ. Nó ngủ đi con. Ồ ơ, với dầu cầu gián. Chị nghe nè. Alo, chị My hả? Em Khanh nè. Em xin báo chị một tin vui á. Hồng Ngọc nghỉ việc rồi. Cái gì? Em nói sao? Nó nghỉ rồi hả? Dạ, Hồng Ngọc đã thực sự nghỉ việc rồi chị. Thiệt hả? Em có chắc không vậy? Dạ thiệt. Em chắc chắn với chị mà. Nó nghỉ từ hai bữa trước rồi, nhưng mà em sợ chưa chắc nên chưa báo cho chị biết. Còn hôm nay á, em chắc thiệt như đinh đóng cột vậy đó, nên báo cho chị biết nè.
Nhưng mà tại sao nó nghỉ vậy? Em có biết tại sao không? Dạ, em cũng không biết nữa. Mà cũng chẳng ai biết nữa chị. Tại em nghe nói á, nó nộp đơn xin nghỉ việc với anh Phùng. Rồi anh Nguyên cũng không biết luôn. Vậy là nó nghỉ thiệt rồi hả? Thiệt. Em hy vọng chị lại là giám đốc phu nhân của tụi em. Em ủng hộ chị. Chị cảm ơn em nhiều nha. Ê, bữa nào mình gặp nhau, chị dẫn em đi shopping nha. Dạ, em cảm ơn chị. Em chào chị nha. Chào em. Ầu ơi, với dầu. Di Mẫn. Dạ. Hồi nãy vừa đô bé làm sao vậy? Nè, quảm đi. Ầu ơi, với dầu. Ầu ơi, với dầu. Với dầu, mẹ đô con ngủ nha. Cầu giáng ơi, đóng đinh. Sao nói gì? Cầu giáng đóng đinh. Cầu giáng đóng đinh. Cầu tre lắc lẻo. Cầu tre lắc lẻo. Gặp gần khó đi. Ngủ đi con, ngủ đi con, ngủ đi con. Ngoan đi rồi ba về với con nha. Ru đi, ru đi cô. Ô mẹ thương, ngủ đi con. Nếu nhà ông khó quá thì cắt hợp đồng luôn đi. Tôi ký cho. Anh mệt không? Nè. Chào cậu. Chào gì? Cô Ngọc ở nhà không vậy? Ủa, cô Ngọc đi công tác cho công ty mà cậu. Sao cậu lại hỏi? Cô quên. Xin lỗi gì nha. Dạ. Xin phép gì? Dạ. Ngọc à, bây giờ em đang ở đâu? Tôi biết, biết bà đẹp nên tôi thương. Tôi cũng thích bà, nhưng bà không bình thường như người ta. Mỗi lần tôi đến gần bà là tai họa ập lên đầu tôi. Thôi. Thôi. Tránh xa tôi ra, đừng có đến gần tôi. Xê ra. Từ từ, con ra liền.
Hello. Ủa, đi đâu vậy? Tôi tưởng má tôi chạy ra mở cửa. Giờ nào còn ngủ nữa hả? Nè, tôi có mua đồ ăn sáng cho ông nè. Tốt dữ vậy. Tôi nổi tiếng tốt bụng mà. Cho tôi vô nhà nha. Khách tới nhà phải mời vô chứ. Ông thiệt là. Khoan, bà muốn gì vậy? Sáng sớm cái tấn công vô nhà người ta hả? Tôi tốt bụng đem đồ ăn sáng cho ông. Ông không cảm ơn còn đối xử với tôi như vậy nữa hả? Xe làm sao? Dắt vô đi. Ờ ha, chết cha tôi quên. Nè, cơm tấm Tuấn Mập mà ông thích ăn nhất đó. Ăn đi, không có độc đâu mà lo. Nói đi, bà định nhờ giả tôi cái gì? À, thiệt ra là tôi có một chuyện hệ trọng muốn nhờ tới ông đó. Không biết là ông có rộng lòng thương xót mà giúp tôi không nữa. Chuyện gì? Chết cha, không được đâu, mất duyên tôi hết. Duyên đâu mà mất? Có chứ, không có, tôi bóng sao? Mệt quá, tôi nói được là được. Ờ. Ăn đi. Ăn nhanh đi. Ngoại ơi, ngoại à, thấy con Nem vậy được chưa? Đâu, để ngoại, ngoại coi thử coi. Nè. À, ngon dữ bay. Không ngờ con gái thành phố mà giỏi quá. Chứ không lẽ con gái thành phố là dở hết hả ngoại? Nói không phải dở, mà là dở ẹt à. Không dám đâu. Ngoại coi phim, ngoại thấy vậy mà. Toàn là mặc đồ đẹp đi làm không hà. Tại vì sợ nhà quê dơ dáy đúng không? Con thích về quê mà ngoại. Con muốn ở đây với ngoại hoài luôn á. Tổ cha bày, dội cái nhộng nhẽo không à. Còn con Kim Anh với thằng Quý lâu rồi, nó không có về thăm ngoại gì hết. Nó hết nhớ tới bà rồi. Không có đâu bà ơi. Quý á, thì bây giờ phải học túi bụi luôn. Năm ba rồi mà, học căng dữ lắm ngoại ơi. Còn Kim Anh á, thì nó không có xin nghỉ phép được. Ờ mà hình như con nhỏ Kim Anh sắp lấy chồng rồi mà sao im ru vậy con? Ngoại gọi điện thoại ngoại hỏi nó mà sao nó không có trả lời gì hết con? Con có biết chuyện gì không kể cho ngoại nghe đi. Ừ, dạ con... Ơ à. Bà ngoại chờ con chút xíu nha, con có điện thoại. Alo. Sao rồi mày? Vui không? Vui. Bà ngoại với gia đình dì Út mày thương tao lắm. Mà tao nói mày nghe nè, ở quê mày á, cái gì cũng ngon hết trơn á. Cá con nào con nấy to thì to luôn. Mà bà ngoại của mày á, nấu canh chua ngon thiệt là ngon luôn. Tao ăn hoài không ngán. Mới có mấy bữa mà mặt tao tròn ra luôn. Ừ, mày á thì sướng rồi. Chứ ở trên này á, có người đi tìm mày đến mức quên ăn quên ngủ. Râu ria mọc xồm xoàm luôn á. Kệ, tao không quan tâm. Mày ác ghê á Ngọc. Nè, mà mày cứ lo cho thân của mày đi. Bà ngoại mới hỏi tao kìa. Sao nghe nói mày lấy chồng mà bây giờ mày im ru vậy? Chết cha, rồi mày nói làm sao? Thì biết sao giờ. Chưa kịp trả lời thì mày gọi cho tao nè. Cũng may cho mày á. Ờ, có gì mày nói á, là mày không biết gì hết nha. Tao biết rồi. Nhớ nha. Nhớ rồi. Ờ. Bye bye. Thank you.
hỏi hiện không liên lạc được.